Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Quý xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý sơ, quý ông bà, anh chị em. Chiều hôm nay chúng ta quy tụ nhau tại đây để cùng chiêm ngắm cuộc đời và cuộc sống của mẹ Thánh Teresa Calcutta. Bởi vì giáo xứ đây có một diễm phúc đã đón nhận sự hiện diện của mẹ Thánh. Và chính vì thế cho nên chúng ta chuẩn bị tâm hồn để hướng về ngày Chúa Nhật này, toàn thể thế giới đều vui mừng đón nhận cái lời công bố hiển thánh của mẹ Thánh Teresa Calcutta. Và giờ đây chúng ta hãy xin mẹ Thánh Teresa cho chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và Thiên Chúa luôn hoạt động từng giây từng phút cuộc đời của mỗi người. Nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động nơi cuộc sống của chúng ta, giúp cho chúng ta bình an, hy vọng và biết dấn thân sống cho nhau. Và giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối để xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta và nhờ đó cộng đoàn xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Kính thưa các sơ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay trở về đây để chia sẻ với anh chị em là 21 năm rồi. Tôi vẫn luôn quý mến và trân trọng cha xứ lắm, bởi vì Ngài thương tôi rất nhiều. Cho nên khi Ngài mời là tôi sẵn lòng liền để được về gặp lại các ông quen, ông Thành, hôm nãy gặp ông Tý nữa, nhiều lắm. Và chắc là cha xứ mời tôi bởi vì tôi cũng có một cái hồng ân được dâng thánh lễ cùng với lại mẹ Thánh Teresa Calcutta vào năm 1993, cũng ở ngay tại hàng ghế đầu tiên này. Thế kể câu chuyện này, thì cha xứ của chúng ta thì cẩn thận lắm. Thế trong một lần mẹ đến dự thánh lễ thì cha xứ cùng với tôi có mời mẹ và sơ đi cùng chụp hình chung. Thế lúc đầu thì mẹ dè dặt, nhưng mà sau đó nể cha xứ, mẹ đồng ý. Thế nhưng sơ đi cùng có nói là mẹ không thích chụp hình. Thế chụp hình xong rồi, thế ngày hôm sau cha xứ nói với tôi bảo: lạ thật, hiếm khi nào mà máy của mình mà lại không có để phim ở trong đó lắm. Thế vậy mà tự nhiên là lần này không có phim, chứ chẳng có hình. Thế có một ông trong giáo xứ cụ mất rồi. Thế ông ấy mới biết chuyện, ông ấy nói: thưa cha, con là phóng viên đã đi chụp ảnh rất nhiều nơi, kể cả nước ngoài nữa. Thế cho nên là con luôn luôn sẵn sàng máy ở nhà, hôm nào nếu mẹ Teresa đến thì cha gọi con tới con chụp. Thế hôm đó mẹ Teresa đến thăm cha xứ để trao đổi một vài việc về lập nhà ở đây. Thế thì là ngài mới gọi cho ông ấy tới. Ông chụp hình xong, ngày hôm sau ông ấy lại đến nữa. Ông ấy nói: thưa, bây giờ con đưa đầu cho cha, cha muốn đập sao cha đập, chứ còn lần đầu tiên con chụp hình, bây giờ về nhà mấy con cũng không có hình luôn, cũng không có phim trong đó. Và cha xứ của mình thì đã ba anh ngài chỉ có vỗ đầu thì có thôi. Thế nó lạ là như vậy.
Ít ngày sau thì cha xứ có nói là chắc là mình chưa đủ xứng đáng để được chụp hình với mẹ Teresa. Nhưng mà dần dần qua dòng thời gian thì tôi nghĩ rằng con người của mẹ Thánh Teresa không còn là hiện diện cho riêng mẹ nữa, mà cuộc đời đó đã hòa lẫn vào với những người nghèo nhất trên thế giới này. Cuộc đời đó đã hòa lẫn vào những người khổ đau nhất rồi. Mà vì vậy cho nên chỉ bắt gặp được hình ảnh của mẹ và muốn chụp với mẹ Teresa Calcutta thì hãy chụp và liên đới với những người đó. Mà vì thế cho nên là anh chị em có để ý không? Ta không bao giờ gặp tấm hình của mẹ Thánh Teresa chụp với ông này hay chụp với bà kia, không có. Mà chỉ chụp khi mẹ đang ôm ấp một người nghèo, một người khổ đau nào đó. Đấy, đã hòa lẫn vào sống. Thế nên là cái câu chuyện, thế là làm cho tôi suy nghĩ về cuộc đời của mẹ. Và trước khi ta đi vào dòng lịch sử cuộc đời của mẹ Thánh, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về nghĩa Thánh là gì ở trong giáo hội. Hiểu như thế thì ta sẽ nhận ra rằng mỗi lần mà giáo hội tuyên phong một người nào đó trong giáo hội là thánh thì không có nghĩa là người đó xa lạ, người đó trỗi vượt và tuyệt vời quá mình không thể bắt chước được, nhưng mà là trở thành mẫu gương cho tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta cũng được mời gọi nên thánh mà. Nên thánh. Nếu có khác chăng, đó là cuộc đời của chúng ta từ Đức Giáo Hoàng trở xuống mỗi ngày đều ăn năn sám hối ấy. Bởi vì một đàng mình được mời gọi nên thánh, nhưng một đàng khác mình vẫn đang sống xa lạ với ơn gọi nên thánh đó. Thế thì thánh nghĩa là gì? Ở trong Kinh Thánh, thánh có nghĩa là một ai đó, một sự vật nào đó được tách ra để phục vụ cho Chúa, để lo công việc của Chúa. Thế cho nên là ta mới thấy cái chén ở trên bàn thờ này nè, gánh thánh lễ thì được gọi là chén thánh. Cái khăn mà để phục vụ trên bàn thờ này, để chỉ lo việc cử hành thánh lễ thôi, thì được gọi là khăn thánh. Chính vì thế ngay cả khi linh mục người ta mồ hôi ướt cũng không được lấy cái khăn đó mà lau mồ hôi. Anh muốn lấy khăn nào lấy khăn nó không được, bởi vì đã được dành để dùng cho công việc thờ phượng Thiên Chúa rồi. Hình dân Israel khi mà Chúa sai Môi-se đến để gặp Pha-rô, thì Chúa nói với Môi-se, nói với Pha-rô rằng ta muốn dân này ra khỏi đây để họ thờ phượng ta. Thờ phượng ta. Cho nên dân Israel trở thành dân thánh của Thiên Chúa. Hiểu như vậy thì thánh có nghĩa là đã được tách riêng ra để lo công việc, lo sự nghiệp của Thiên Chúa. Giáo hội là vậy đấy. Giáo hội là cộng đoàn các thánh, bởi vì giáo hội là cộng đoàn những con người đã được Chúa mời gọi để phục vụ cho cái chương trình của Thiên Chúa, đó là loan báo tin mừng, đó là tỏa chiếu ánh sáng của Chúa Kitô cho trần gian. Cho nên cách đây hơn 50 năm thì Công đồng Vatican II trong hiến chế về giáo hội đã nói rằng trong Đức Kitô giáo hội là ánh sáng muôn dân. Giáo hội trở thành những con người để đón nhận ánh sáng từ nơi Chúa và tỏa chiếu ánh sáng đó cho mọi người. Ơn gọi đó đấy. Người ta nói là truyền giáo hay là phúc âm hóa này nọ. Nó có nghĩa là cuộc đời của mình mang lấy một trách nhiệm, một bổn phận, với cả quyền lợi nữa.
qua bí tích rửa tội để mang lấy bổn phận và trách nhiệm đó mà chính Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta. Cho nên cuộc đời của ai mà gắn bó với Chúa Giêsu và trung thành, kiên vững để thi hành bổn phận và trách nhiệm đó thì con người đó là thánh đấy. Bởi vì con người đó đã phụng sự Thiên Chúa. Có phải không các sơ à? Nếu khi là con nói không biết nó có chính xác, không phải hỏi các sơ cho nó rõ ràng. Cho nên là nếu ta hiểu như vậy thì đó là cái việc phong thánh cho mẹ Thánh Teresa. Nó trở thành một mẫu gương cho chúng ta. Ta nhìn lại cái tiểu sử và cuộc đời của mẹ Thánh đôi nét chút xíu. Thế mẹ Thánh Teresa ta vẫn hay gọi như vậy, mẹ Teresa Canquita, là bởi vì mẹ sống rất nhiều năm. Kể từ năm ngoài 20 tuổi mà cho tới khi qua đời năm 97 tuổi, suốt thời gian đó là sống 87 tuổi, là sống ở tại cái thành phố nghèo nhất của Ấn Độ. Mà ta biết Ấn Độ đã là một quốc gia nghèo rồi. Nghèo nhất của Ấn Độ là Canquita. Cho nên mẹ gắn liền với tên của cái thành phố đó mà gọi là Teresa Canquita. Nhưng thực sự tên khai sinh là Agnes. Sinh năm 1910 ở tại Albany, là một quốc gia nhỏ bé của châu Âu. Thế người ta không để ý tới có một cái chi tiết. Đó là cô bé Agnes này có một người mẹ tên là Rama. Thế bố thì mất sớm. Nhưng mà người mẹ này lại có một lòng rất yêu thương, và bà thường xuyên sang tắm rửa, chăm sóc, nấu ăn cho một người phụ nữ nghiện rượu lâu năm láng giềng. Bà ấy bởi vì nghiện rượu lâu năm, chứ bị bệnh nó tàn phá và đau đớn lắm. Thế thì là người mẹ đã tới chăm sóc, và cô con gái anh nhé cũng đi theo. Khi mà đi theo như thế thì mẹ mới nói với lại Agnes, đó là: này con, khi con làm việc tốt cho người khác hãy làm trong thinh lặng. Con hãy làm việc tốt cho người khác cũng giống như là ta ném một hòn sỏi xuống dưới biển vậy. Đừng để nó tạo nên những cái cơn sóng ồn ào, thinh lặng. Khi tôi đọc tiểu sử tôi lưu ý cái điều này. Có nghĩa là cuộc đời con người này đã được nuôi dưỡng và hướng dẫn về lòng tốt và sống trong sự thinh lặng ẩn giấu đó ngay từ bé trong gia đình rồi. Thế cho nên cái khao khát được dấn thân phục vụ. Và năm 18 tuổi thì vào một nhà dòng danh tiếng, đó là dòng Đức Mẹ Loreto, và là bước vào trong tập viện ở tại Iceland, thành phố Dublin. Thế nhưng mà trong cuộc đời khi mà đi thuộc dòng Đức Mẹ Loreto thì mẹ nhận đi tên đó là Maria Teresa. Maria Teresa là bởi vì cô thiếu nữ Agnes này rất say mê tinh thần truyền giáo của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Mà ta thấy cái câu mà mẹ Thánh Teresa khi nói trước khi qua đời rất gần với lại câu của Teresa Lisieux. Teresa Hài Đồng Giêsu nói rằng: khi tôi về trời, tôi sẽ xin để mưa hoa hồng xuống. Còn mẹ Thánh Teresa thì nói rằng: khi tôi về trời với Chúa thì tôi sẽ còn làm việc nhiều hơn nữa so với khi tôi còn sống ở trần gian này, để chăm sóc, quan tâm những người nghèo, những người khổ đau nhất trên thế giới này. Cho nên là cái tên của nhà dòng Maria Teresa, cái tên nó gắn bó và đi theo suốt cuộc đời còn lại. Thế sau đó thì mẹ được gửi sang để trở thành một giáo viên dạy
ở tại Ấn Độ, thành phố Calcutta. Nổi bật lắm. Thế nhưng một cái biến cố làm xoay chuyển cuộc đời của mẹ, mà người ta gọi đó là một tiếng gọi trong một ơn gọi, một ơn gọi của sống đời, sống thánh hiến, nhưng mà lại lắng nghe thêm một tiếng gọi khác cụ thể hơn. Cái biến cố đó diễn ra vào ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên một chuyến xe lửa mà mẹ Teresa, nữ tu Teresa, đi từ ở Calcutta tới Darjeeling. Và trên chuyến xe lửa đó thì nữ tu Teresa đó nghe ở trong lòng mình có một tiếng Chúa nói lên: ta khát. Tiếng mà Chúa vang lên trên cây thánh giá: ta khát. Thì nữ tu Teresa mới tìm hiểu, suy nghĩ, và thấy ở trong lòng Chúa nói: ta khát tình yêu. Ta muốn con thể hiện tình yêu đó đối với lại những người nghèo. Thì nữ tu Teresa băn khoăn và bối rối lắm, là bởi vì mình đang phục vụ trong nhà dòng mà. Mà ở trong nhà dòng thì luôn luôn là sống vâng phục với bề trên. Bây giờ mình đang dạy học, bây giờ mình bảo rằng là: thưa sơ bề trên, cho con được là ngưng tu ở đây để đi ra ngoài làm chuyện kia, để ai cho? Lo lắm, rất băn khoăn. Nhiều năm như thế vậy, và cứ luôn luôn nghe Chúa lại hỏi: con không dám thực hiện điều ta mong muốn hay sao? Thế rồi năm 1947, thế thì nữ tu Teresa làm một cái đơn để xin tòa thánh cho thiết lập một hội dòng mới có tên là Missionary of the Charity, có nghĩa là thừa sai bác ái. Và năm 1948 thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ngài chấp thuận cho lập hội dòng mới đó. Và mẹ Teresa viết như thế này: cái ngày mà tôi phải ra khỏi nhà dòng Đức Mẹ Loreto là một điều chọn lựa và quyết định rất khó khăn, khó khăn hơn cả ngày tôi rời mẹ và những em tôi ở tại nhà để bước vào đời sống dòng tu. Cho thấy một cái chọn lựa rất quyết liệt như thế vậy. Và cuộc đời của mẹ Teresa Calcutta đó là một cuộc đời mà suốt những năm còn lại luôn luôn gắn bó với những con người nghèo nhất như thế vậy. Có một câu chuyện người ta kể do Đức Ông ở tại Roma kể. Đó là trong một lần mẹ Teresa hẹn, có một cuộc hẹn gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng rồi. Thế trên con đường đang đi tới Roma, tới Vatican, thế thì gặp thấy một cái người nghèo đang nằm bên đường. Mẹ nói dừng xe lại. Thế mẹ Teresa xuống chăm sóc. Thế chị nữ tu mà đi theo rồi nó mới lo lắng, cứ thấy mẹ cứ lo quan tâm chăm sóc, cứ nhắc nhở: này mẹ, mẹ đang có cái hẹn với Đức Giáo Hoàng đấy, coi chừng đừng để Đức Giáo Hoàng chờ. Mẹ Teresa nói ngay: con hãy đến thay mẹ gặp Đức Giáo Hoàng và nói với lại Đức Giáo Hoàng rằng mẹ đang chăm sóc Chúa Kitô. Chăm sóc Chúa Kitô có nghĩa là qua những con người đó nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô. Chính vì thế cho nên rằng cũng qua chăm sóc những người nghèo như vậy, có một lần có một người họ tới và họ nhìn thấy mẹ Teresa đang ôm ấp và rửa chăm sóc những vết thương của những con người bị bệnh phong cùi. Thế ông ấy nói ngay, ông bảo: vào cái việc này mà có cho tôi $1,000,000 tôi cũng không làm. Mẹ Ria nói: đúng, tôi cũng vậy, tôi không làm. Tôi làm là bởi vì tôi đang phục vụ Chúa Giêsu, đang phục vụ Chúa Giêsu. Đó chính mới là điều mà mẹ Teresa muốn nói với chúng ta. Đang phục vụ Chúa Giêsu ở nơi tất cả những ai mà đang bị bỏ rơi ở bên lề cuộc sống.
Thế cho nên là hôm đầu lúc nãy tôi có nói rằng tôi được cái hồng ân được dâng thánh lễ mà mẹ Teresa hiện diện cùng hiệp dâng thánh lễ. Tôi nhớ tới cũng một câu chuyện khác, một linh mục thế cũng được dâng thánh lễ với mẹ Teresa như vậy. Và sau đó thì là linh mục đó nói: hôm nay tôi thật diễm phúc hết được là mẹ tới đây dâng thánh lễ và đồng thời được trao mình Thánh Chúa trên tay của mẹ. Mẹ Teresa cũng nói ngay: thưa cha, cha được trao mình Thánh Chúa ở trên tay con mà cha lại vinh dự như vậy, mà cha không cảm nhận được có một cái vinh dự lớn hơn nữa là mỗi ngày cha đang cầm Chúa Giêsu trong tay. Được gặp như thế mà vinh dự lắm mà. Mà không thấy được một cái niềm vinh dự lớn lao hơn là mỗi ngày cha đang cầm Chúa Giêsu trên tay đấy. Thế cho nên là đưa chúng cảm nhận được một cái điều sâu sắc như thế. Và cũng chính mẹ Teresa đã nói với lại mọi người rằng: tôi nhận ra được Chúa Giêsu hiện diện nơi những người nghèo nhất ở bên ngoài nhà thờ này là bởi vì tôi đã nhận ra được, chính bằng đức tin tôi nhận ra được Chúa Giêsu đang hiện diện một cách khiêm tốn dưới hình bánh và hình rượu, để cũng bằng con mắt đức tin đó mà tôi nhận ra Chúa Giêsu hiện diện nơi những anh chị em bị bỏ rơi bên lề đường. Hiểu như vậy ta mới thấy dù rất bận rộn nhưng mẹ Teresa mỗi ngày và đồng thời tất cả những nữ tu trong hội dòng đó phải dành 2 tiếng để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cầu nguyện Chúa Giêsu, bởi vì chính cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính chiếm ngắm đó mà gặp được sự hiện diện khiêm tốn, để có thể thấy Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục hiện diện khiêm tốn nơi những con người cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và mẹ Teresa thường xuyên nói: tại sao tôi có thể làm được bao nhiêu công việc và nhiều lo lắng như thế trong sự bình an, là bởi vì tôi đã nhận được sức mạnh từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể mà tôi gặp gỡ và thờ phượng Ngài mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên trong một lần Ngài đến, mẹ Teresa thiết lập ở tại Chicago một cái nhà để nuôi những người đau yếu bệnh tật như thế. Thì đức cha ở tại giáo phận đó mới nói rằng là: thế mẹ muốn cái gì thế tôi sẽ giúp đỡ cung cấp cho. Mẹ Teresa trả lời: điều mà con cần nhất đó là hãy cho con để đặt mình Thánh Chúa. Điều cần nhất mình Thánh Chúa, để chính Chúa mới là nguồn sức mạnh cho tất cả mọi nỗ lực và hoạt động của chúng ta. Và ta mới thấy được cái ơn gọi nên thánh là cuộc đời của chúng ta gắn bó với Chúa. Gắn bó với Chúa mà, để làm công việc của Chúa mà. Không thể làm công việc của Chúa nếu cuộc đời không gắn bó với Chúa, không say mê và yêu mến Chúa Giêsu. Cho nên là đời sống cầu nguyện và chiêm ngắm trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tham dự thánh lễ, đó là yếu tố quan trọng nhất, ưu tiên nhất trước khi làm bất cứ cái gì đối với mẹ Thánh Teresa Canquita. Thế rồi, ở nơi mẹ Thánh Teresa Canquita luôn luôn quan tâm đến mọi người, thế cho nên rằng luôn luôn khao khát được nói về Chúa Giêsu. Khi người ta mời mẹ đi diễn thuyết chỗ này chỗ khác, khi đã nổi tiếng rồi, thì có những người hỏi rằng: tại sao mẹ hoạt động khiêm tốn mà lại đi diễn thuyết như vậy? Mẹ Teresa trả lời: đây là cơ hội để tôi nói về Chúa Giêsu cho những anh chị em chưa có cơ hội để nghe nói.
tạo mọi điều kiện, nói về Chúa Giêsu. Thế rồi năm 1979, được giải Nobel Hòa Bình. Người ta nói rằng là mẹ này có đi tìm Vinh Quang à? Ở đời, mẹ nói không. Tôi không nhận giải Nobel Hòa Bình cho riêng tôi. Nhưng mà chính khi công bố giải Nobel Hòa Bình này thì toàn thế giới đã nhìn nhận sự hiện diện của những người nghèo trên thế giới này. Họ đang hiện diện trong chung quanh chúng ta. Bạn đã nhìn nhận rằng chúng ta phải yêu thương, chăm sóc và quan tâm tới những người nghèo đó. Thế qua cái giải đó là nhìn nhận những con người đó chứ không phải là tôi. Mà vì vậy tôi tới để tôi nhận giải này chính là tôi nhân danh những người nghèo để đón nhận, vì họ là niềm hy vọng của thế giới. Chính khi nào thế giới nhìn nhận sự hiện diện của họ trong cuộc đời của mình, chính khi nào thế giới biết quan tâm và yêu thương, chăm sóc cho những người nhỏ bé và tầm thường bị bỏ rơi nhất, thì lúc đó thế giới có hy vọng. Cho nên tôi tới nhân danh họ, và họ chính là niềm hy vọng của thế giới chúng ta. Thế rồi thì chắc chắn là một người mà nhận giải Nobel Hòa Bình thế giới thì sẽ được là một cái bữa tiệc chiêu đãi toàn những nhân vật rất là quan trọng đó. Mẹ Teresa đề nghị đừng tổ chức bữa tiệc này, mà xin hãy để số tiền đó để giúp cho những người nghèo. Và đúng thật, thay vì cái số tiền tổ chức cái bữa tiệc đó thì mẹ đã có thể giúp được cho 4.000 người phong cùng ở những nhà mà mẹ đã thiết lập. Thế cuộc đời của mẹ, qua đời năm 1997, 87 tuổi, được tổ chức ở tại Ấn Độ, người ta tổ chức cái lễ tang cấp cao quý nhất, đó là lễ tang ngang hàng với lại một đó là vĩ nhân của dân tộc Ấn Độ, đó là Gandhi. Thế vậy mà như cha xứ hôm nãy có nói với tôi, ngài sang bên đó, cái ngôi mộ của mẹ Thánh Teresa rất đơn giản. Rất đơn giản. Một con người được cả thế giới ngưỡng mộ như thế vậy. Và cái việc phong thánh nhanh lắm. Cái thủ tục là ít nhất là phải là 5 năm. Mới 6 năm thôi. Năm 2003 thì Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã công bố mẹ là chân phúc rồi. Và ngày hôm nay, Chủ nhật này mùng 4 tháng 9, đó là hiển thánh. Có nghĩa là mẹ Teresa sẽ có một ngày lễ nhớ trong toàn thể giáo hội. Trong năm lòng thương xót này, khi giáo hội đã chọn một ngày trong năm này để công bố mẹ Teresa Calcutta là một vị thánh, muốn nói với chúng ta điều gì? Muốn nói với chúng ta dựa trên cuộc đời của mẹ Teresa đó, muốn nói rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục hoạt động, nhưng mà ngài cần sự cộng tác của chúng ta. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói với mẹ qua cái biến cố ngày 10 tháng 9 năm 1946 đó, và nói rằng ta không thể thực hiện một mình được, mà ta cần con cộng tác. Chúa Giêsu cần mỗi người trở thành đôi tay nối giảng. Phóng thánh trong năm nay để nói rằng lòng thương xót của Chúa vẫn đang tiếp tục hoạt động, vẫn đang được tỏ lộ ở nơi cuộc đời của những ai tin vào Chúa Giêsu, để trở thành những biểu hiện cụ thể cho lòng Chúa xót thương. Chúa xót thương. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi mẹ bác Teresa, thì con hãy trở thành trở thành hoa trái của lòng thương xót của Chúa đến với những người đó. Phong thánh cho mẹ để cũng muốn nói với chúng ta rằng
Lời Chúa Giêsu nói mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng Matthew đó là khi anh em làm cho những người đói khát trần truồng tù đầy là làm cho chính ta. Đó không phải là một ý tưởng rất hay nhưng không thực tế. Nhưng qua cuộc đời và những nữ tu trong hội dòng đó đã nói rằng lời của Chúa Giêsu không còn là ảo tưởng mà là rất thực và có thể sống được. Có thể sống được. Sống được như thế nào? Sống được bằng cách chúng ta phải tập tiếp cận và làm quen. Ta phải cầu nguyện. Ta phải gắn bó với Chúa Giêsu, với thánh lễ. Nhưng mà ta tập làm quen. Các nữ tu trong hội dòng đều nói lại cái kinh nghiệm như thế này. Có ba giai đoạn khi đến với những người nghèo, đau bệnh và đồng thời thân xác đầy lở lói và bệnh tật như thế vậy. Trước hết là một nỗi sợ hãi. Sợ hãi bởi vì những cái mùi, cái mùi nó bốc lên trên cái da thịt của những con người đó. Sợ lắm. Cái điều đầu tiên là sợ. Và bước thứ hai, nếu cứ mỗi ngày ta dám đến thì cái sợ dần dần nó thay thế cho một sự thương cảm. Thương quá. Cái cuộc đời người đó thương quá. Cái tội nghiệp quá. Nhưng mà rồi sẽ đến một cái bước thứ ba, không còn là sợ, không chỉ là thương cảm tội nghiệp, mà là thấy rằng người này là bạn của mình, là người thân của mình từ lâu rồi, là anh chị em của mình. Cho nên không còn thấy một cái khoảng cách, mà trở thành gần gũi thế. Gần gũi. Anh chị em hôm nào cứ thử như vậy cơ. Khi ta tới một cái nhà nuôi trẻ mà bị khuyết tật, nuôi trẻ, nuôi người già, tôi xin lỗi, đầu tiên là ta cảm thấy hơi sợ sợ, hơi ngại ngại, bởi vì cái mùi nó mình không có quen, không có quen. Thế nhưng mà cứ mỗi tuần mà ta tới một lần, tối tuần tới lần, chỉ lần thứ 4, lần thứ 5 là ta thấy những con người đó rất đáng thương. Và tiếp tục tới nữa thì mình thấy rằng thân thiết lắm, không thể bỏ qua được. Và không thể quên được trong cuộc sống của mình. Và như thế cuộc đời của mình đã gắn bó với từng thân phận cụ thể như thế vậy. Thế rồi ở nơi mẹ Teresa, thì chúng ta suy nghĩ, đó chính là mẹ luôn luôn bảo vệ và tôn trọng sự sống. Mẹ Mã Teresa có một nhận xét như thế này. Nếu như một sự sống trong cung lòng của người mẹ mà bị giết và bị phá nó đi, thì ai có thể an toàn trước người mẹ đó? Có thể bị giết bất cứ lúc nào. Mà ta nhìn thấy hoàn cảnh xã hội đúng là như vậy. Tại sao có những người phụ nữ dám giết những người khác, dám hạ độc những người khác? Là bởi vì họ có thể dám giết được một sự sống nhỏ bé, yếu đuối ở trong cung lòng của họ, thì không có cái gì trong cuộc đời họ sợ hãi hết. Và mẹ Teresa nói tiếp, nếu như một sự sống nhỏ bé như thế mà không tìm được một sự an toàn ở trong cung lòng của mẹ mình, thì hỏi cuộc đời của con người có thể tìm được sự an toàn ở đâu? Ở đâu? Cho nên phá thai là nguy hiểm là như vậy. Bởi vì người ta không tìm được sự an toàn ngay chính trong cung lòng của người mẹ của mình, thì lấy gì mà tìm được sự an toàn ở bất cứ nơi nào khác nữa? Chuyên mẹ Ma là người bảo vệ sự sống đến cùng như vậy. Và mẹ Ma Teresa cũng nói với chúng ta, xin hãy làm việc bác ái ngay trong nhà của mình, chứ đừng nghĩ ở đâu xa, đừng có nghĩ tưởng rằng ở nước này, ở nơi khác, ở thành phố khác, ở những nơi mà vùng sâu vùng xa. Nhưng hãy trước hết hãy sống yêu thương ngay trong nhà của mình, bởi vì mỗi người chúng ta được tạo dựng nên là để yêu thương và được yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu.
Mà chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa thì ông thành. Thế tình yêu là cái gì ạ? Tình yêu luôn luôn có nghĩa là mong muốn điều tốt cho người khác, đúng không? Chứ khi người ta mà đang yêu nhau đó, đâu có tiếc cái gì đó. Yêu có nghĩa là mong muốn điều tốt cho người khác. Yêu có nghĩa là muốn làm một cái gì đó đem lại hạnh phúc, niềm vui cho người khác. Mà vì vậy chân mẹ Teresa nói, hãy trở về nhà, hãy sống tình yêu đó ngay trong nhà của mình đã. Ngày hôm nay nè, thế chúng ta quá bận rộn cho nên là bố không có thời gian dành những khoảng thời gian cho con, mà mẹ cũng thiếu vắng thời gian chăm sóc con, cho nên không lạ gì những đứa con nó bị đẩy ra ngoài đường và nó cứ lang thang gặp gỡ người này người khác như thế vậy. Bởi vì nó không đón nhận được tình yêu ngay trong nhà. Và mẹ Teresa cũng nói nữa, ta không nghĩ đâu xa, người ta tới người ta nói với mẹ, làm việc của mẹ được bao nhiêu đâu. Cái thế giới này nó là cả một cái biển khổ đau. Mẹ Teresa nói, biển khổ đau đó chỉ giải quyết được khi chúng ta biết đưa tay ra để chăm sóc con người cụ thể đang đứng trước chúng ta. Cứ như thế, từng người, từng người, từng người, ta chăm sóc những người đang đứng trước chúng ta mà chúng ta có khả năng để có thể mở ra cho biết bao nhiêu những con người khác nữa. Nhiều lắm. Thế hôm nay tôi dừng ở đây nhỉ? Nhưng mà qua những gì diễn tả, thì muốn nói với quý ông bà và anh chị em như thế này. Trước hết, để chúng ta có thể gắn bó cuộc sống với Chúa, chúng ta cần và có những khoảng khắc của thinh lặng và cầu nguyện. Như một câu nói rất quen thuộc của mẹ Teresa, hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện. Khi ta thinh lặng, ta mong muốn cầu nguyện. Mà vì thế cho nên ở trong nhà thờ, nhiều khi ở bên ngoài ta ồn ào, vô nhà thờ đọc kinh nó hết. Nhưng bây giờ nói về ngồi im lặng 15 phút là bắt đầu là thấy, 5 phút là bắt đầu thấy mệt rồi. Tháng phút thứ 6 là bắt đầu là ông Thành là ông nhìn đó là trần nhà rồi. Phút thứ 8 là bắt đầu coi đồng hồ rồi. Đấy. Nó trống vắng. Một sự thinh lặng đó để đi vào trong sự gặp gỡ kìa. Nó bị lấp đầy để thinh lặng để gặp gỡ, chứ không phải là thinh lặng để trống vắng và thinh lặng để những cái ồn ào suy nghĩ ở trong đầu. Chứ mẹ nói, hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện. Và hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Ta không tin có Chúa, làm sao ta cầu nguyện? Làm sao ta nói chuyện được với Chúa? Chứ nó hoa trái của cầu nguyện sẽ làm nảy sinh đức tin thôi. Mình đừng có nói là mình xin ơn đức tin, xin ơn anh kia. Cầu nguyện đấy. Và hoa trái của đức tin là lòng mến, là tình yêu. Và hoa trái của tình yêu, như tôi nói, hoa trái của tình yêu là muốn điều tốt cho người khác. Vì thế hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là bình an. Anh chị em, nếu chúng ta sống dấn thân như thế vậy, phục vụ, mình sẽ cảm nhận được một niềm vui và bình an trong cuộc sống của mình qua mình làm điều tốt. Thế mới đây này tôi có rửa tội cho một anh bác sĩ Việt Kiều bên kia về. Anh tham dự thánh lễ của tôi cả 8 năm rồi. Thế cuối cùng anh mới xin học giáo lý để rửa tội. Thế vừa rồi anh ấy về bên Mỹ mùa hè, anh qua anh nói với tôi, anh bảo thưa cha, trước đây muốn ai làm gì làm, con chỉ biết đến con thôi. Nhưng mà lần này con về Mỹ và con cảm thấy rất vui khi con làm một cái điều gì đó tốt cho gia đình đằng vợ. Hoa trái đấy, ân sủng đấy, nó đâu có đâu xa đâu, rất cụ thể thôi. Cảm thấy vui khi làm điều tốt, khi đem lại niềm vui cho gia đình bên đằng vợ. Thì trước đây lại không đó. Trên mẹ Teresa mới nói hoa trái của phục vụ là bình an, là như thế. Khi ta cảm thấy ta cho đi
Và đồng thời đời sống Kitô hữu, cái khác biệt của đời sống Kitô hữu này không phải thu vẹn, mà cái độc đáo của đời sống Kitô hữu đó chính là chúng ta đón nhận để trao ban, đón nhận để trao ban. Bởi vì chúng ta đâu có cái gì, đón nhận để trao. Và chính khi đón nhận để trao như thế, cho nên tôi mới nói rằng mẹ Teresa mới nói qua đời sống như thế vậy đó, mà người nghèo là niềm hy vọng của nhân loại, và người nghèo cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Bởi vì như Chúa Giêsu nói trong câu chuyện dụ ngôn về ngày sau hết, chính người nghèo đó lại là cánh cửa mở cho chúng ta đi vào trong thiên đàng. Anh em hãy vào chung hưởng với ta, bởi vì khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống. Người nghèo trở thành niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì chính họ mở cánh cửa để chúng ta đi vào trong thiên đàng, đến với Chúa. Và điều thứ hai tôi muốn gửi đến anh chị em, trước hết là cầu nguyện. Và điều thứ hai, chúng ta hãy có những hành động bác ái cụ thể. Thế cha xứ ở đây ngài sâu sắc. Thường thường ta để ý những bức tượng luôn để ở trên cao, đứng chiêm ngắm đấy, chiêm ngắm. Riêng tượng mẹ Thánh Teresa thì ngài để xuống thấp, để bất cứ ai cũng có thể chạm vào được, bất ai cũng thể rờ được. Thế cha xứ muốn nói, nếu chúng ta chạm vào được ở nơi bức tượng mẹ Teresa này, thì cũng hãy bắt chước mẹ để chạm vào, chạm vào những con người, những thân phận rất cụ thể mà ta gặp gỡ mỗi ngày. Sống như vậy, chúng ta sẽ thấy phép lạ diễn ra mỗi ngày trong cuộc đời của ta. Chính mình cũng thấy phép lạ, chứ không cần phải chạy đi đâu và cần phải nghe ai nói, và mình sẽ thấy phép lạ, bởi vì ta tin Chúa vẫn đang hoạt động, Chúa vẫn đang tỏ lộ tình yêu của Ngài. Bởi vì một lúc nào Chúa ngừng yêu chúng ta thì mình chết, Chúa ngừng hoạt động thì chúng ta không còn tồn tại. Chúa vẫn đang tiếp tục và thể hiện nó ở nơi những con người cụ thể như mẹ Thánh Teresa, như mỗi người chúng ta. Trong ơn gọi nên thánh có nghĩa là tham dự vào công việc của Chúa, công việc của tình yêu, của lòng thương xót, tham dự vào công việc của đấng đến để đi tìm kiếm và nâng đỡ những con người bị bỏ rơi nằm bên lề. Và chia sẻ với anh chị em, giờ đây chúng ta tiếp tục thánh lễ.